Mặc dù đã phải khá vất vả mới vượt qua được AC Milan với tỷ số 3-2 ở trận mở màn vừa rồi, thế nhưng điều quan trọng là Liverpool đã có được những điểm số đầu tiên cho nhiệm vụ giành vé đi tiếp và thuận lợi hơn khi cặp đấu còn lại đã kết thúc với tỷ số hòa, nên nhờ đó thầy trò huấn viên Jurgen Klopp đã tạm thời vươn lên dẫn đầu tại bảng B. Ở lượt trận thứ hai, đại diện nước Anh sẽ có cuộc đụng độ với Porto. Với thực lực tốt hơn, họ đang rất được kỳ vọng cho một kết quả thuận lợi tiếp theo. Trong quá khứ, The Cop cũng đã không ít lần chạm trán cái tên này và kết quả họ giành được cũng rất tích cực. Cụ thể là đã thắng tới 5 và chỉ hòa 3 ở 8 lần gặp nhau tại đấu trường châu lục. Chỉ có điều đáng lo là phong độ của Liverpool đang tỏ ra không thực sự thuyết phục ở một số trận đấu vừa rồi. Cụ thể như chiến thắng nhọc nhằn trước AC Milan ở trận đấu cách đây gần 2 tuần và mới nhất là bị đội bóng tân binh Brentford cầm hòa với tỷ số 3 đều ở vòng đấu thứ 6 của giải Ngoại hạng Anh trong bối cảnh các trụ cột đã phải chơi đầy đủ 90 phút. Không những thế, sự lo ngại còn đến từ chính đối thủ khi mà phía ngược lại Porto đang thể hiện đầy tích cực trong quãng thời gian vừa rồi. Cụ thể như chính ở trận mở màn vòng bảng vừa rồi, thầy trò huấn viên Sergio Conceição đã có được trận hòa không đều trên sân của một đội bóng rất mạnh khác của bảng D này là Atletico Madrid. Từ đó cho đến nay họ cũng chơi ấn tượng trong các trận đấu ở sân chơi quốc nội với 2 chiến thắng liên tiếp. Bên cạnh đó thì ở trận đấu tới, đại diện Bồ Đào Nha còn được chơi trên sân nhà, nơi mà 9 trận chính thức gần nhất họ đã toàn thắng. Riêng tại đấu trường C1, Dragao cũng là nơi chứng kiến thầy trò huấn viên Conceição thắng tới 3 và chỉ hòa 1 ở 4 trận gần đây. Với những yếu tố như vậy, lo ngại cho vị khách đến từ nước Anh là có, tuy nhiên không vì thế mà hy vọng dành cho họ đã hết. Thực tế thì họ vẫn được đánh giá rất tích cực, đặc biệt từ nhà cái châu Á khi đã xếp ở kèo chấp 3/4, nên nhớ ở lần viếng thăm Dragao gần nhất, Liverpool chỉ chấp 1/2, dù đó là mùa họ chơi đầy ấn tượng để lên ngôi vô địch. Chính vì vậy, mã đầu tư này vẫn được xem là đáng tin cậy. Trên phương diện tổng bàn thắng, nhà cái đưa ra kèo 2/3/4. Xét trong bối cảnh mà hàng công cả hai đang chơi khá bùng nổ thời gian gần đây, mức kèo trên bị đánh giá là không thực sự tương xứng. Chính vì vậy, mốc dưới được xem là lựa chọn an toàn hơn ở góc độ đầu tư này. Trong khi đó, cặp đấu còn lại của bảng B sẽ là cuộc đọ sức giữa AC Milan với Atletico Madrid. Với việc đã chỉ có một điểm trước Porto ngay trên sân nhà vào mở màn, đại diện xứ đấu bò đã gây ra nỗi thất vọng không hề nhỏ và nhiệm vụ cần làm với họ ở trận đấu tới chắc chắn phải là một chiến thắng để vừa có thể tích lũy điểm số lại vừa lấy lại hình ảnh của một trong những ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên thì đó sẽ là thử thách không hề dễ, khi ngoài việc đối thủ cũng tỏ ra khó chịu thì bản thân thầy trò huấn viên Simeone cũng chưa để lại niềm tin nơi người hâm mộ. Cụ thể như sau trận mở màn gây thất vọng trước Porto, đại diện xứ đấu bò đã trải qua những trận sau đó với phong độ thiếu tích cực khi chỉ thắng 1/3 trận, gần nhất còn để thua. Trái lại ở phía đối diện, AC Milan đã chơi tốt trong quãng thời gian vừa rồi, cụ thể ngay sau trận thua trước Liverpool, họ đã thắng 2-1 ở 4 trận gần đây. Trên sàn giao dịch châu Á, về nhà cái đưa ra kèo hòa được thua cũng cho thấy đánh giá tích cực hơn cho đại diện nước Ý, bởi lẽ vị thế cao hơn. Atletico Madrid lẽ ra phải được xếp ở một mức kèo cao hơn, với mức kèo như này, rõ ràng những lo ngại càng lớn hơn, điều đó cũng đồng nghĩa là đội chủ sân San Siro mới thực sự được xem như cái tên đáng tin hơn ở trận đấu tới. Còn ở phương diện tổng bàn thắng, với mức kèo được niêm yết chỉ là 2/1/4, hy vọng cho khả năng bùng nổ của trận đấu là rất thấp. Điều này là hoàn toàn có cơ sở khi biết rằng tính chất trận đấu là khá căng thẳng để trông đợi vào một sự cởi mở. Chưa kể hàng công của Atletico Madrid đang có phong độ thấp, còn lại AC Milan lại không có lực lượng tốt nhất. Vì vậy mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn.